nhiều trường tư tại Hà Nội đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hệ thống giáo dục Lomonosov. Hệ thống giáo dục Lomonosov cho học sinh nghỉ Tết 12 ngày từ 22 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2 năm 2025, tức từ 23 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Ngày mùng 6 Tết, tức mùng 3 tháng 2 năm 2025, thứ hai đầu tuần học sinh sẽ đi học trở lại. Hệ thống trường liên cấp Newton. Hệ thống trường liên cấp Newton cho học sinh nghỉ 11 ngày từ 24 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2 năm 2025, tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Ngày mùng 7 Tết, tức mùng 4 tháng 2 năm 2025, thứ ba học sinh sẽ đi học trở lại. Trường liên cấp Marie Curie. Theo kế hoạch năm học 2024-2025 đã công bố, học sinh trường liên cấp Marie Curie sẽ nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ 10 ngày kể từ 23 tháng 1 đến hết mùng 1 tháng 2 năm 2025, tức 24 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết. Từ mùng 5 Tết, tức ngày mùng 2 tháng 2, học sinh sẽ quay trở lại học bình thường. Hệ thống giáo dục Vinschool. Theo kế hoạch năm học 2024-2025 đã công bố, học sinh hệ thống giáo dục Vinschool nghỉ từ ngày 27 tháng 1 đến hết mùng 7 tháng 2 năm 2025, tức 26 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng. Từ 11 tháng Giêng, tức mùng 8 tháng 2 năm 2025, học sinh sẽ quay trở lại đi học bình thường.